thật các em là áp công thức thì trẻ con nó cũng làm được, nhưng liệu có phát triển tư duy hay không, được chưa? Chúng ta nên học theo tư duy nha. Dùng công thức ấy nó chỉ làm được ở cái thời điểm này thôi, sang những cái bài tập khó hơn, nói thật các em, thầy nói thật các em, các em dùng công thức mà các em không hiểu về công thức thì không khác gì một cái bạn trẻ con mà được cầm khẩu súng, đúng không ạ? Đấy, không có tính sát thương và thậm chí làm thương cả bản thân mình, được chưa? Nên đầu tiên thầy vẫn nói rồi, thứ các bạn huy động khi gặp được một câu hỏi là chúng ta phải huy động bộ não, huy động tư duy, huy động lập luận, chứ không phải là các bạn huy động cái tay để tìm cái máy tính, cái gì nhỉ, cái tờ giấy để ghi công thức, đúng không ạ? Thế chúng ta mới giỏi lên được. Công thức nó là một vũ khí, nhưng vũ khí đấy là phải đúng cái người sử dụng. Nếu các bạn dùng công thức các bạn không hiểu, không khác gì là các bạn đưa cho một em bé một cái khẩu súng và không làm thương được ai mà còn làm thương cả bản thân của mình, được chưa?